Hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Chị đi xuống xe. Đi cần nghe là chế mình rồi nhớ đi không? Ai? À, ở đây. Kẻ ghê. Mẹ mà nó ui cha xưa mình mẹ ngu với lũ như mẹ. Không biết chuyển 10.000 nữa xong bắt đầu chuyển dần dần. Lắm chỗ. Xong nó bảo chề cái gì đéo. Nhưng mà bên này hay lỗi thật. Ừ. Mà là tao Techcombank nó ít lỗi. Tao Techcombank ơi, đó chị anh cần tao Techcombank mà. Ừ. Nhưng mà nếu anh biết với tao. Tao mà tạo được rồi. Tech đấy phải ra tận chỗ nó để tạo đó. Phải ra tận ngân hàng đó. Ngân hàng mới tạo được cái đấy. Thế thì bảo số tiền là đôi đố biết được. Thôi. Bà là lôi chị sang Techcombank được mà. Techcombank tự tạo được mà. Techcombank thì ta đã tạo ra mà biết. Không biết. Có chị anh dùng nhiều rồi. Techcombank có. Rồi đồng ý nhé. Tôi mở xong nếu bạn thấy hay thì mình sẽ làm với nhớ anh. Ơ hỏi xem. Ý nặng tích còn bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Như viên sushi sinh đó. Viên sushi sinh. Mày trả đi. Bố mẹ. Tiền đâu? Địt mẹ mày bảo con 20 của lúc sáng bảo không? Ờ. Thế. Cái này. Thế. Lấy 20 đi ăn luôn. Ủa đi mẹ sao nó lại dư cái địt. Mồm thổi phát. Dư. Dư thì địt mẹ. Sao lại chuyển 140 địt mẹ đâu. Chứ mình đang có 40 vậy. 20 lại gần gì đấy 400 đấy 400 mẹ 400 tròn à mày đùa ta. Ừ 400 tròn à. Cả mới quá. Thật đấy. Mở ra 400 tròn á. Mở ra ra. Lúc bố mày có tiền không? Nè. Đâu? Đang tròn. Lấy tiền mày đi. Vậy là mình đã tô màu xong nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người
là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Rồi. Anh Dung Sinh nói nào. Xó ra anh toàn đi chơi, anh đi hôm đi học về toàn thủ cho ra xúc xích mà. Thì vào chơi đi, ngồi chán nó luôn. Giờ chơi đi khai chán, cứ bắt chơi. Thì mẹ em khi ngồi này nó có chán không? Vừa tôi bỏ này chán. Lúc Facebook đó này. Tôi Facebook mà em chán. Vào đi. Vậy là mình nhắc tôi một lần nữa, bọn thứ hai cho mình xin một like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chị ra hít tiếp đi. Rồi. Để là ta ra hít lắm. Hít nhiều, càng nhiều tốt cho nó khỏe, càng rảnh nơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Tôi ra thì thầy trẻ. Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn.